cận cảnh xe giá rẻ Mitsubishi Mirai và Ace 2020 mới. Không lâu sau khi được giới thiệu, mẫu Mitsubishi Mirai 2020 và Ace 2020 facelift đã xuất hiện những hình ảnh thực tế đầu tiên. Dự tính xe sẽ ra mắt tại triển lãm Moto Expo 2019 vào cuối tháng 11. Mitsubishi Mirai và Ace 2020 facelift vừa lộ diện trước thềm ra mắt chính thức ở triển lãm Moto Expo 2019 vào cuối tháng 11. Đây là phiên bản facelift chứ không phải ôn nhu như đồn đoán. Hai mẫu xe nhà Mitsubishi thay đổi chủ yếu về mặt thẩm mỹ, giúp nó cạnh tranh hơn khi bán ra trên thị trường. Có thể thấy, Mirai 2020 facelift và Ace 2020 facelift mới sở hữu phần đầu tương tự Sander mới. Thiết kế Dynamic Shield với phần lưới tản nhiệt lớn, đen, mở rộng và vuốt theo cụm đèn là không hề xa lạ. Ở phiên bản cao cấp, xe nổi bật với lưới tản nhiệt được trang trí thêm những đường line đỏ bắt mắt cùng cản trước mới. Vì là mẫu hatchback sedan nên chiều cao xe cũng ảnh hưởng đến thiết kế Dynamic Shield. Cụm đèn Mirai và Ace mới không thể đặt ở phần dưới đèn sương mù, mà được đặt ở trên như thông thường. Điều này giúp hệ thống đèn đỡ bị bụi bẩn và bùn lầy bám vào làm giảm sáng. Cụm đèn pha LED và đèn sương mù được thiết kế mới. Hông xe cũng có cảm giác góc cạnh và cơ bắp, gần giống như chiếc Eclipse Cross. Bộ mâm hợp kim 15 inch của Mirai 2020 được thay đổi theo phong cách thể thao và hiện đại hơn. Bộ mâm hợp kim 15 inch cắt laser mới giúp hoàn thiện phần hông của Mirai facelift 2020 mới hơn. Trước đó, tại triển lãm ô tô Tokyo Motor Show 2019, trưởng ban thiết kế của Mitsubishi Moto, Kunimoto đã chia sẻ về tương lai của dòng Mirai thế hệ mới. Trong đó có nói đến ngoại hình mới của dòng xe này. Hãng xe Nhật vẫn sẽ trung thành với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Họ không chỉ phát triển nó trên các dòng Expander, Pajero Sport mà còn mở rộng nó trên dòng Mirai thế hệ mới. Bên trong, nội thất của Mirai và Ace facelift được điều chỉnh để tương thích với ngoại hình ở ngoài. Xe sở hữu nhiều chất liệu mềm trong nội thất và các chi tiết trang trí carbon. Bản facelift được trang bị cửa sổ chỉnh điện. Ở Mirai, xe được lắp cặp ghế mới với bọc ghế kết hợp giữa vải và da tổng hợp. Ở chiếc Ace thì xe có thiết kế trung tính hơn với da đơn sắc. Động cơ Mirai facelift vẫn sử dụng loại MIVEC 1.2 lít như cũ. Theo đó, xe có công suất 77 mã lực và mô men xoắn cực đại 100 Nm. Động cơ truyền năng lượng xuống các bánh qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT. Giá xe Mitsubishi Mirai 2020 và Ace 2020 facelift sẽ công bố chính thức ở triển lãm Moto Expo 2019 vào cuối tháng 11. Triển lãm sẽ diễn ra từ 29/11 đến ngày 10/12 năm 2019 tại Thái Lan. Tại đây, phiên bản Forerunner Raptor 2019 cũng sẽ được giới thiệu trước khi bán ra thị trường và về Việt Nam từ năm sau.